Lê Dũng vô va, núp bóng dân oan, xuyên tạc, chống phá chính quyền, cần phải nghiêm trị theo quy định pháp luật. Ngày 22 tháng 10 năm 2019, trên fanpage Facebook CHTV Việt Nam, Lê Dũng vô va đã tổ chức livestream với tiêu đề Dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đến CHTV kêu oan. Vậy, thực hư chuyện đó như thế nào để rộng đường dư luận? Xin nói qua về nhân thân, lai lịch của Dũng Vô Va và kênh CHTV Việt Nam. Đối tượng Lê Dũng Vô Va, tên thật là Lê Văn Dũng, trú tại số 5B, Hà Trì Ba, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, là một tay dân chủ cuội có số má trên mạng xã hội hiện nay khi hắn chuyển từ buôn bán chính trị sang hoạt động với cái mác nhà báo độc lập tự phong và thường xuyên lên hình với cái gọi là kênh truyền hình CHTV hoạt động trái phép. Lê Dũng Vô Va từng bị cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập vì liên quan đến các vụ việc bị đấu tố cũng như tham gia chống phá nhà nước. Trở lại chuyện dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đến CHTV kêu oan. Mở đầu buổi livestream, Dũng Vô Va giới thiệu: "Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2019, chúng tôi ở đài truyền hình CHTV đón tiếp các công dân. Đây là hai công dân đại diện cho nhiều hộ dân ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông." Nhưng sự thực, hai bà Lê Thị Trưa, Nguyễn Thị Cõi và một số hộ dân ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông là số ít so với trên 6.500 hộ có đất nông nghiệp đến nay chưa nhận tiền đền bù, bàn giao đất cho nhà nước thực hiện các dự án trên địa bàn phường Kiến Hưng theo quy định. Đối với đơn thư kiến nghị của một số hộ dân nêu trên, từ khi triển khai dự án năm 2005 đến nay, đã được các cấp chính quyền từ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đến thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải quyết, trả lời theo quy định, nhưng các hộ vẫn tiếp tục khiếu nại. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3231 UBND BTCD về việc chấm dứt việc giải quyết đơn của bà Lê Thị Trưa và một số công dân ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Nắm bắt được vụ việc trên, Lê Dũng Vô Va đã tiếp cận 12 bà Lê Thị Trưa, Nguyễn Thị Cõi lên hình. Trong suốt thời gian hơn 46 phút livestream, một mình hắn thao thao bất tuyệt, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo, các cấp chính quyền trong việc thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện các dự án trên địa bàn phường Kiến Hưng mà không viện dẫn được các căn cứ, quy định, pháp luật. Không chỉ có vụ việc ở phường Kiến Hưng, đầu năm 2019, lợi dụng vụ việc các hộ dân ở Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, tự ý chiếm dụng đất dự án Thanh Hà, đổ bê tông làm đường dân sinh sai quy hoạch, Lê Dũng Vô Va cũng đã tiếp cận, mời một số người như ông Nguyễn Duy Toàn, Nguyễn Kim Toàn lên sóng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương, nói xấu chính quyền các cấp, gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Ngoài những vụ việc của quận Hà Đông, Lê Dũng Vô Va và một số đồng nghiệp nhà báo độc lập tự phong khác gồm Lê Trọng Hùng, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Thị Mỹ Linh đã lợi dụng các vụ việc núp bóng dân oan ở một số địa phương như Đồng Tâm, Mỹ Đức, Ninh Bình, Thái Nguyên, Đồng Nai để kích động người dân khiếu kiện, có những phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín của các nhà lãnh đạo, của các tổ chức đảng, chính quyền bằng những ngôn từ như chính quyền quận, huyện ABC cướp đất của công dân. Công an hành xử như côn đồ, trong khi chúng không hề đăng tải quá trình giải quyết thấu tình đạt lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kênh truyền hình CHTV do Lê Dũng Vô Va điều hành là kênh truyền hình của bọn phản động, nên không thể được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép theo quy định. Chính vì vậy, các nội dung đăng tải bằng hình ảnh trên kênh truyền hình này là những thông tin không chính thống, đa số mang nội dung một chiều, cảm tính và thiếu khách quan. Chưa kể, như đã phân tích, ta thấy rõ dã tâm của Lê Dũng Vô Va cùng đồng bọn lợi dụng những người khiếu kiện để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm đến quyền lợi ích của tập thể, cá nhân nhằm làm mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, bà con nhân dân. Hết sức cảnh giác, không nghe lời dụ dỗ, không cung cấp hồ sơ, không làm khách mời lên sóng kênh CHTV của Lê Dũng Vô Va và đồng bọn, tránh tiếp tay cho các đối tượng phản động, chống phá,
gây mất an ninh trật tự xã hội. Hy vọng các cơ quan chức năng cần sớm xử lý nghiêm những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội của Lê Dũng Vova và đồng bọn để lấy lại lòng tin trong quần chúng nhân dân.